Bản tin sáng ngày 28 tháng 7 Quan chức phương Tây nói, Nga hoàn toàn mất chủ động ở Donbass Ukraine bổ nhiệm tân tổng công tố từ đề cử của Tổng thống Zelensky Hai yếu tố có thể thay đổi cục diện chiến tranh Nga-Ukraine G7 đặt mục tiêu giới hạn giá dầu của Nga trước ngày 5 tháng 12 Liên Hợp Quốc nói, Hồng Kông nên bỏ luật an ninh quốc gia do Trung Quốc áp đặt Trung Quốc đối mặt với làn sóng đóng cửa và rời đi, nền kinh tế bước vào suy thoái. Thu Lâm xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin sáng ngày 28 tháng 7, được phát sóng trên các nền tảng của DKN TV. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Và ngay sau đây là các nội dung chi tiết. Quan chức phương Tây, Nga hoàn toàn mất chủ động ở Donbass. Thưa quý vị, The Guardian ngày 27 tháng 7 đưa tin, các quan chức phương Tây cho biết Nga sẽ không chiếm được Donbass trong một tương lai gần theo các quan chức phương Tây, Nga đã hoàn toàn mất thế chủ động trong trận chiến giành Donbass ở Ukraine. Một quan chức nói rằng, Moscow sẽ không thể chiếm lĩnh trung tâm công nghiệp phía đông trong tương lai, nhưng họ sẽ không dễ từ bỏ mục tiêu này. Đầu tháng này, các quan chức phương Tây cho biết tính bền vững của các cuộc tấn công của Nga là thách thức. Nhưng Moscow đang thực hiện những bước tiến thực sự đối với mục tiêu chiếm Donbass nhưng một quan chức phương Tây hôm thứ tư cho biết rằng Nga đã hoàn toàn mất thế chủ động trong cuộc chiến giành lấy khu vực. Dưới quan sát nhận định, việc bảo đảm toàn bộ quy mô của việc chiến Donetsk vẫn là mục tiêu chính trị tối thiểu của chiến dịch Donbass, nhưng có vẻ như ngày càng khó có khả năng Nga đạt được điều này trong vài tháng tới. Thưa quý vị, Quốc hội Ukraine đã bổ nhiệm ông Andriy Kostin làm tân tổng công tố theo đề cử của tổng thống Volodymyr Zelensky. Ông Kostin là luật sư và nghị sĩ quốc hội từ năm 2019, trước khi trở thành tổng công tố với số phiếu ủng hộ là 299 trên 450 phiếu. Ông Kostin được đề cử sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 17 tháng 7 thông báo sa thải tổng công tố Irina Venediktova và Giám đốc Cơ quan An ninh Nội địa Ukraine Ivan Bakanov trong bối cảnh nhiều thành viên trong các cơ quan của hai quan chức này đã hợp tác với Nga. Tân tổng công tố là người cùng đảng, người phục vụ nhân dân của ông Zelensky. Nhiều người phản đối đảng này bày tỏ lo ngại khi ông Kostin nhậm chức, xem đó là việc bổ nhiệm đồng minh chính trị. Trong khi nội các của ông Zelensky cho biết, tính chuyên nghiệp của ông Kostin khiến ông trở thành ứng cử viên tốt nhất. Việc bổ nhiệm tổng công tố mới mở đường cho Ukraine thực hiện cam kết với các nước phương Tây về việc bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng công tố chống tham nhũng của nước này. Hai yếu tố có thể thay đổi cục diện chiến tranh Nga-Ukraine Thưa quý vị, mặc dù cuộc chiến Nga-Ukraine gần đây vẫn đang đi vào bế tắc, nhưng đã có những dấu hiệu cho thấy sự thay đổi cục diện chiến sự. Theo thông tin từ Tổng cục Tình báo Ukraine, Nga đã tiêu thụ gần 60% kho tên lửa dự trữ kể từ khi cuộc chiến bắt đầu hơn 5 tháng trước, nhưng vẫn còn một số lượng lớn tên lửa thời liên xô cũ có thể được sử dụng trong tương lai. Các nhà phân tích cho rằng, nếu quan sát từ kho vũ khí và việc bổ sung quân của cả hai bên kể từ sau chiến tranh, ông Putin không có hy vọng chiến thắng trong cuộc chiến này. Về quân số bổ sung, Ukraine sẽ có 1 triệu quân hoàn thành đợt huấn luyện trong năm nay và sẽ được đưa vào chiến trường. Ngoài ra, 2 triệu quân nữa sẽ được bổ sung trong năm tới. Theo tin tức từ Cộng đồng Tình báo châu Âu, sau nhiều tháng chiến tranh tiêu hao, quân đội Ukraine vẫn không ngừng chấp thời cơ phản công. Nhưng phía Nga đã không tổ chức một cuộc tấn công quy mô lớn nào. Cơ quan tình báo Hoa Kỳ cho rằng quân đội Nga đã tổn thất hơn 60.000 quân, trong đó có 15.000 người thiệt mạng và 45.000 người bị thương. Cộng thêm việc kho đạn dược bị tiêu hao đáng kể, Nga khó có thể phát động một cuộc tấn công quy mô lớn. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, thất bại của Nga trong việc chuẩn bị binh lính cho chiến tranh đã ảnh hưởng đến hướng đi của cuộc chiến. Trước ngày 24 tháng 2, Ukraine đã có đủ thời gian để huy động các nguồn dự trữ và vũ khí từ các nước phương Tây. Mặt khác, do Nga không tuyên bố chiến tranh với Ukraine nên sau khi điều 200.000 quân ở biên giới ngay từ đầu, Moscow huy động thêm một lượng lính nghĩa vụ. Và số lượng lính được bổ sung là rất ít. Hiện tại quân số Nga trên chiến trường ước tính đã ít hơn 30% so với lúc bắt đầu chiến tranh. Quân đội Liên bang Nga cũng sửa đổi luật cho phép những người trên 40 tuổi nhập ngũ. Ngoài ra, giới chức Nga vẫn liên tục đăng tin tuyển dụng các vị trí về quân sự. Có thể thấy tình trạng thiếu hụt nhân sự của Nga thực sự rất nghiêm trọng. Ngoài nguồn quân, ở góc độ vũ khí, sau nhiều tháng chiến đấu, các loại vũ khí hạng nặng như xe bọc thép của Nga đã bị tổn thất rất lớn. Thậm chí một số loại xe bọc thép cũ trong kho đã vào chiến trường. Việc tiêu thụ vũ khí nhanh chóng cùng với các lệnh trừng phạt của phương Tây khiến cho Nga không có các linh kiện cần thiết để sản xuất vũ khí. Nếu tên lửa và các loại vũ khí và đạn dược tiên tiến khác đã được tiêu thụ hơn một nửa sau 5 tháng chiến tranh, phần còn lại có thể sẽ không đủ dùng tới cuối năm. Tình hình ở Ukraine thì ngược lại. Không lâu sau khi chiến tranh bắt đầu, quân đội Ukraine sử dụng thiết bị của Nga đã sớm phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan là không đủ trang thiết bị, ngoại trừ vũ khí di động và dùng một lần. Quân đội Ukraine không thể sử dụng ngay vũ khí hạng nặng do NATO cung cấp nên cuối cùng đã phải phối hợp sử dụng vũ khí lớn từ các nước như Ba Lan và Cộng hòa Séc cũng sử dụng thiết bị của Nga. Sau đó, Ukraine cần sử dụng giai đoạn đệm để cho phép một số nhân viên được đào tạo về cách sử dụng vũ khí của NATO và thiết lập một hệ thống hậu cần liên quan để hệ thống vũ khí này có thể dần dần được NATO hóa, từ đó cho phép sử dụng kho vũ khí lớn do các nước NATO viện trợ. Từ danh sách các thiết bị do Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Renikov đệ trình lên NATO, có thể thấy rằng 10 tiểu đoàn pháo binh đã được NATO trang bị vũ khí trong 3 tháng đầu tiên của cuộc chiến. Và đến nay đã có 12 tiểu đoàn được trang bị vũ khí. Con số đó sẽ tăng gấp đôi vào cuối tháng 7. NATO cũng sẽ cung cấp 500.000 quả đạn pháo dẫn đường cho các tiểu đoàn pháo binh này. Vadim Skibitsky, phó giám đốc Tổng cục Tình báo Ukraine gần đây cho biết, họ chú ý đến số lượng và tình trạng vũ khí Nga đang sử dụng. Theo ước tính, Quân đội Nga đến nay đã tiêu thụ từ 55 đến 60% số tên lửa trong kho, nhưng vẫn còn rất nhiều vũ khí cũ của Liên Xô. Từ tên lửa hành trình, tên lửa Smek, Uragan, BM-21 Grad và các loại bom trên không. Việc thiếu các tên lửa tiên tiến trong quân đội Nga là do các lệnh trừng phạt quốc tế. Từ khía cạnh về nguồn quân và vũ khí cũng như tình hình chính sự gần đây, có thể thấy rằng Nga khó có thể giành được chiến thắng trong cuộc chiến này. Thưa quý vị, nhóm G7 đặt mục tiêu có cơ chế giới hạn giá đối với xuất khẩu dầu của Nga trước ngày 5 tháng 12, khi các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu cấm nhập khẩu dầu thô của Nga có hiệu lực. Thông tin trên được một quan chức cấp cao G7 cho biết hôm thứ tư ngày 27 tháng 7. Vị quan chức này nói, mục tiêu ở đây là phù hợp với thời gian mà EU đã đưa ra. Chúng tôi muốn bảo đảm rằng cơ chế giới hạn giá có hiệu lực đồng thời, quan chức giấu tên cho biết. Nhóm G7 gồm có Mỹ, Canada, Nhật Bản, Đức, Pháp, Ý và Anh tháng trước cho biết họ sẽ xem xét đặt giới hạn giá đối với dầu thô của Nga để hạn chế nguồn thu từ dầu mà Moscow sử dụng để tài trợ cho cuộc xâm lược Ukraine. Quan chức G7 cho biết, chúng tôi đã nhận được tin từ một số quốc gia châu Á quan tâm đến việc gia nhập liên minh hoặc hiểu rõ hơn về mức giá sẽ được ấn định để tăng cường sức mạnh của họ trong các cuộc đàm phán với Nga về các hợp đồng trong tương lai. Do đó, giá do G7 thiết lập sẽ được công khai. Trung Quốc và Ấn Độ quan tâm đến ý tưởng giảm thiểu chi phí nhập khẩu dầu vì họ lo ngại về tác động ngân sách thông qua giá bán lẻ thường được trợ cấp và lạm phát. G7 muốn giá dầu thô của Nga được các thành viên trong nhóm người mua đặt ở mức cao hơn chi phí sản xuất của Nga để tạo động lực cho điện Kremlin tiếp tục bơm dầu, nhưng thấp hơn nhiều so với giá thị trường hiện nay. Bằng cách này, Nga sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn giữa việc đồng ý giảm doanh thu hoặc hầu như không có doanh thu khi lệnh cấm vận dầu thô của EU có hiệu lực vào tháng 12. Quan chức này cho biết Nga sẽ gặp khó khăn khi bán dầu thô của mình ở nơi khác, vì các lệnh trừng phạt của EU dự kiến sẽ cấm tất cả các dịch vụ tài chính liên quan đến thương mại dầu của nước này, bao gồm bảo hiểm, tái bảo hiểm và tài trợ cho hàng hóa và tàu biển. Thưa quý vị, các chuyên gia trong Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm thứ Tư cho biết, luật an ninh quốc gia gây tranh cãi của Hồng Kông cần được bãi bỏ khi có nhiều lo ngại rằng Đạo luật này đang được sử dụng để đàn áp tự do ngôn luận và bất đồng chính kiến. Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc là cơ quan giám sát việc thực hiện Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị ICCPR của các thành viên. Đặc khu hành chính Hồng Kông là một bên ký kết Công ước, nhưng Trung Quốc thì không. Ủy ban của Liên Hợp Quốc đã công bố các phát hiện của mình về Hồng Kông sau khi đánh giá định kỳ. Christopher Arif Bancang, Phó Chủ tịch Ủy ban nói với các nhà báo, Ủy ban kêu gọi Hồng Kông hành động để bãi bỏ luật an ninh quốc gia và trong thời gian chờ đợi thì không áp dụng đạo luật này. Các thành viên của Ủy ban cho biết họ hy vọng luật có thể được sửa đổi để tốt hơn, Ban Căng nói. Chúng ta phải hy vọng rằng họ sẽ thực hiện đúng cam kết của mình và làm như vậy họ sẽ giải quyết được một trong những khiếm khuyết chính, đó là thiếu tham vấn cộng đồng. Ủy ban cho biết thêm, kể từ khi đạo luật ban hành vào năm 2020, hơn 200 người đã bị bắt giữ, trong đó có 12 trẻ em. Thưa quý vị, chính sách chống dịch nghiêm ngặt đang khiến Trung Quốc đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế. Nền kinh tế có khả năng bước vào một đợt suy thoái mới. Tỷ lệ chống của trung tâm mua sắm vượt quá mức cảnh báo. Cuộc khủng hoảng bất động sản của Trung Quốc lan sang hệ thống ngân hàng, rủi ro hệ thống đang bị đe dọa. Hậu quả của chính sách phòng chống dịch Zero Covid đối với nền kinh tế vẫn chưa được giải quyết. Theo dữ liệu, mức độ sẵn sàng tiêu dùng của người dân ngày càng trở nên chậm hơn tỷ lệ trống của các trung tâm mua sắm ở các thành phố lớn hạng nhất vượt quá ngưỡng cảnh báo. Theo Winsang.com và Winsang Big Data, từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, lưu lượng khách hàng trung bình hàng ngày đến các trung tâm mua sắm Trung Quốc giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước khi dịch bùng phát vào năm 2019, tỷ lệ trống của các trung tâm mua sắm ở các thành phố hạng nhất và hạng 2 là khoảng 6,1%. Trong đó, quý 2 năm nay, tỷ lệ trống của các trung tâm thương mại tổng thể là 8,7% ở Thành Đô, 9,8% ở Thượng Hải, 14,1% ở Quảng Châu, tất cả đều vượt mức cảnh báo 6%. Theo dữ liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố, GDP của Trung Quốc chỉ tăng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 2 và giảm 2,6% so với một năm trước đó. Và Thượng Hải, thành phố có nền kinh tế tốt nhất Trung Quốc, GDP đã giảm 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 2 và rơi xuống vị trí cuối bảng xếp hạng GDP các khu vực của nước này. Trong bảng xếp hạng tăng trưởng GDP cả nước trong nửa đầu năm, Thượng Hải đứng thứ hai từ dưới lên với mức giảm 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi đứng cuối là Cát Lâm, một thành phố công nghiệp quan trọng. Một số nhà phân tích chỉ ra rằng, nếu chính quyền Bắc Kinh vẫn giữ vững lập trường không khoan nhượng đối với virus và dịch bệnh bằng mọi giá, như vậy sẽ khó đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 5,5% của năm nay. Vào ngày 14 tháng 7, Nathan Trow, chuyên gia kinh tế cấp cao tại ngân hàng DBS ở Singapore, cho biết sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc sẽ không quá mạnh trong nửa cuối năm. Vì mất việc làm và cắt giảm lương do đóng cửa khiến tiêu dùng yếu trở thành thách thức khó khăn nhất. Theo báo cáo khảo sát bằng câu hỏi về người gửi tiền thành thị trong quý 2 năm 2022 do Ngân hàng Trung ương Trung Quốc phát hành, trong quý 2 năm nay chỉ có 23,8% người dân có xu hướng tiêu dùng, nhưng 58,3% có xu hướng tiết kiệm. Nghiên cứu của công ty chứng khoán Chinan cho thấy gần 60% số người được hỏi bị giảm thu nhập đáng kể trong thời kỳ dịch bệnh. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ sẵn sàng tiết kiệm của người tiêu dùng. Ông Stephen Rudd, cựu chủ tịch Morgan Stanley châu Á cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNBC ngày 15 tháng 7 rằng kinh tế Trung Quốc phục hồi còn yếu và không thể loại trừ suy si thoái trong nửa cuối năm. Ông cảnh báo về nguy cơ lạm phát đình trệ của những năm 1970. Ông tin rằng, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã áp dụng các đợt tăng lãi suất tích cực để đối phó với lạm phát cao. Chính sách tiền tệ nói chung đã được thắt chặt. Chính sách Zero Covid của Trung Quốc và cuộc chiến đang diễn ra giữa Nga-Ukraine vốn đã phá vỡ nghiêm trọng an ninh của chuỗi cung ứng toàn cầu. Nền kinh tế toàn cầu sẽ phải đối mặt với áp lực đi xuống trong những năm tới. Hồng Kông tụt xuống vị trí thứ 52 trong bảng xếp hạng các thành phố tốt nhất thế giới. Thưa quý vị, gần đây Internations, trang web trao đổi cộng đồng người nước ngoài hàng đầu thế giới, đã đưa ra một báo cáo khảo sát với danh sách 52 thành phố đáng sống nhất thế giới dành cho người nước ngoài vào năm 2022. Thật bất ngờ, thứ hạng hiện tại của Hồng Kông chỉ có thể được tính ngược. Thứ hạng đã bị tụt xuống vị trí thứ 50 từ trên xuống và đứng thứ 3 từ dưới lên. Gần đây nhất là năm 2020, Hồng Kông đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng này. Báo cáo cho thấy mức độ hài lòng của người nước ngoài đối với tài chính cá nhân, chi phí sinh hoạt và môi trường đô thị của Hồng Kông là rất thấp. Về tài chính cá nhân, Hồng Kông đứng thứ 10 từ dưới lên, về chỉ số sinh hoạt đứng thứ 40, về chỉ số điểm đến làm việc ở nước ngoài, Hồng Kông cũng đứng thứ 10 từ dưới lên. Trong số này, 68% không hài lòng với chi phí sinh hoạt chung. 46% cảm thấy thiếu tính sáng tạo trong văn hóa kinh doanh địa phương và 56% người nước ngoài cảm thấy rằng họ không thể bày tỏ ý kiến của mình một cách công khai. Trong khi 33% người nước ngoài cũng bày tỏ không hài lòng với môi trường đô thị của Hồng Kông. Ngoài ra, tạp chí Tham Out của Anh đã mời 20.000 cư dân thành thị trên khắp thế giới đưa ra ý kiến về mọi thứ, từ giải trí, ẩm thực, hoạt động văn hóa đến môi trường sống, giao thông thuận tiện, tinh thần cộng đồng và các khía cạnh khác để chọn ra 53 thành phố tốt nhất thế giới vào năm 2022. Hồng Kông cũng đã tụt từ vị trí thứ 50 vào năm ngoái xuống vị trí thứ 52 vào năm nay, xếp thứ hai từ dưới lên. Ngoài ra theo dữ liệu từ Sở di trú Hồng Kông, số lượng người nước ngoài đến Hồng Kông đã giảm đáng kể trong những năm gần đây. Năm 2018 số lượng đơn đăng ký được chấp thuận theo chính sách việc làm chung là hơn 41.000 đơn. Năm 2021 giảm xuống còn 13.000 đơn trong nửa đầu năm nay chỉ có 5.701 đơn đăng ký được chấp thuận, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 72% so với cùng kỳ năm 2018. Theo một cuộc khảo sát do Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Hồng Kông thực hiện vào tháng 5 năm nay cho thấy, 42% người nước ngoài được khảo sát đang cân nhắc có nên rời Hồng Kông hay không. Hơn 49% người được hỏi cho rằng các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt là một trong những lý do khiến họ muốn rời đi và 62% số người được hỏi đã chọn ra đi, cho biết lý do chính để rời khỏi Hồng Kông là việc thực thi luật an ninh quốc gia Hồng Kông khiến họ cảm thấy bất an. Hơn 36% người dân lo ngại việc thực thi luật an ninh quốc gia Hồng Kông sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của con cái họ. Nhiều người trong số những người này là người nước ngoài đã sống ở Hồng Kông trong một thời gian dài, một số thậm chí đã sống ở đó hơn 17 năm. Một số người được hỏi nói rằng hầu hết bạn bè trong mạng xã hội của họ đã rời đi. Thưa quý vị, bản tin sáng ngày 28 tháng 7 của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thu Lâm xin kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.